Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều ngày nắng nóng, hôm nay thời tiết ở khu vực Hà Nội có xu hướng giảm nhiệt nhẹ, phổ biến ở trạng thái mây thay đổi, không mưa, trời có nắng ngay từ sáng sớm. Tuy nhiên, mưa cũng đã xuất hiện ở một vài nơi trong ngày, nền nhiệt dao động trong khoảng từ 26 đến 33 độ, độ ẩm tương đối trên 70% và mật độ mây khoảng 60%. Đến tối và đêm nay, khu vực thủ đô Hà Nội được dự báo là nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ giảm từ 1 đến 2 độ so với ban ngày, phổ biến ở mức từ 25 đến 31 độ, độ ẩm tăng lên mức từ 90 đến 95%. Hình thái thời tiết này tiếp tục duy trì sang đến ngày mai, với nền nhiệt vẫn chỉ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm trong không khí ở vào khoảng từ 75 đến 85% và sẽ tăng cao trên 95% vào tối và đêm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới lần này đang hướng vào miền Trung nên ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới thời tiết của thủ đô Hà Nội, nhưng cũng sẽ gây ra mưa và mưa vừa cho khu vực vùng đồng bằng Bắc Bộ từ chiều tối và đêm mai 26 tháng 9. Dự báo trong 3 ngày tới, nhiệt độ tại Hà Nội giảm khoảng từ 1 đến 2 độ mỗi ngày. Đến giữa tuần, nhiệt độ trong ngày duy trì ở mức từ 24 đến 29 độ, trời mát mẻ với độ ẩm trung bình từ 80 đến 90%. Mưa dông thường kèm theo sấm sét và đến bất chợt, khó lường trước. Do vậy, để tránh nguy cơ cháy nổ do chập điện, trước khi ra khỏi nhà, người dân cần rút nguồn các thiết bị điện để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, cần lưu ý, thường xuyên kiểm tra đường điện đã dùng lâu năm, đặt các thiết bị điện tại nơi cao, khô ráo, sử dụng thiết bị thu sét. Còn sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các khu vực tại Hà Nội trong ngày mai. Khu vực phía tây thành phố từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ Hà Đông, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Hình thái thời tiết này cũng sẽ diễn ra ở khu vực phía nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Mỹ Đức, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Phần cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết của khu vực Hà Nội trong 3 ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại!